Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Vượng ở nha khoa Minh Châu. Và trong quá trình nghỉ nha có không ít bạn gặp phải vấn đề đau nhức và khó chịu khi ăn nhai. Vậy đâu là nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào? Thì các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu nhé. Trước khi chúng ta liềng răng thì chắc hẳn các bạn cũng có thể là ăn mọi thứ rất là vô tư và gần như là không gặp trở ngại gì. Tuy nhiên, rất là nhiều bạn sau một thời gian các bạn liềng răng thì các bạn trở nên là biếng ăn hơn. Nguyên nhân là do mỗi khi bạn ăn nhai thì một số răng có thể bị đau hoặc là khó chịu. Tại sao lại như vậy? Thì thứ nhất, bạn đang trải qua quá trình liềng răng, tức là các răng của bạn đã di chuyển từ vị trí này đến vị trí khác. Và trong quá trình dịch chuyển thì các răng của bạn có thể sẽ bị lung lay hoặc bị đau khi các bạn ăn nhai, nhất là ăn nhai đồ cứng. Và khi đó bạn ăn sẽ khó chịu. Thứ hai, trong quá trình bạn chỉnh nha thì các bác sĩ sẽ gắn các mắc cài lên răng của bạn và sử dụng các dây cung liên kết các răng lại với nhau, làm cho việc vệ sinh của bạn khó hơn. Và đây là một trong những nguyên nhân gây nên các vấn đề về vệ sinh răng miệng, có thể gây ra ví dụ như là viêm lợi này hoặc gây sâu răng, và do đó là những cái răng của bạn là sẽ có thể là bị đau. Để phòng tránh những cái vấn đề này thì các bạn cần, đầu tiên các bạn cần tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ. Thứ nhất đó là việc vệ sinh răng miệng đúng cách này, bằng cách sử dụng các bàn chải đánh răng, bàn chải kẽ, chỉ tới nha khoa, kết hợp máy tăm nước hoặc là các bạn dùng thêm nước súc miệng để cho môi trường miệng được sạch sẽ hơn, và do đó là sẽ ngăn ngừa những vấn đề như là sâu răng hoặc viêm lợi. Cái thứ hai, trong quá trình bạn ăn uống, bạn nên ăn các đồ mềm và đồ ăn có thể là ăn cháo một chút. Thì khi đấy thì các thức ăn nên được chia nhỏ ra và không nên ăn quá nhiều thức ăn, không nên ăn quá nhiều đồ trong một bữa ăn để tránh cái hiện tượng là răng của mình nó bị đau hơn, bị khó chịu hơn. Với những thức ăn thông thường thì các bạn nên là cắt nhỏ ra và tránh ăn đồ dai quá, cứng quá hoặc là dính quá thì nó sẽ gây khó chịu cho răng của mình nhiều hơn. Đối với những cái thức ăn mà có chất kích thích nhiều như đồ ăn cay quá, nóng quá hoặc là những cái thức ăn mà nó bị chua quá này, lạnh quá, thì khi đó răng của mình nó đang trong trạng thái nó bị kích thích, nó nhạy cảm hơn. Cho nên là khi mình ăn những cái đồ kích thích quá nhiều như thế này thì có thể là răng của mình ê bút hơn và khó chịu nhiều hơn. Ngoài ra thì một số cái bạn bị những vết xước trên cái môi của mình hoặc cái phần má của mình, nguyên nhân là do các mắc cài hoặc cái dây cung cọ vào môi má, thì khi chúng ta ăn các cái thức ăn có chất kích thích như là cay quá hoặc là mặn quá hoặc chua quá cũng có thể là gây tình trạng là gây buốt hơn, gây sót rát cho các bạn hơn và các bạn là khó ăn uống hơn. Cái vấn đề thứ ba là bạn nên tuân thủ theo lịch khám định kỳ của bác sĩ để giúp răng nó di chuyển đúng kế hoạch, và đồng thời là các bạn nên liên hệ ngay với bác sĩ khi các bạn gặp bất cứ một vấn đề gì bất thường, chuyện đau khó chịu, hãy liên hệ ngay. Ngoài ra thì các bạn có thể áp dụng một số phương pháp để giảm đau tại chỗ như sau. Để thứ nhất, đầu tiên là các bạn có thể là massage vùng lợi của mình nhẹ nhàng để giúp cho cái lợi của mình nó được lưu thông máu tốt hơn và nó giảm cái khó chịu đến cái vùng răng, vùng lợi của mình. Để thứ hai thì các bạn có thể là dùng các cái nước đá lạnh ấy, bạn có thể chườm lạnh tại đấy. Thì khi mà có tác dụng của đá lạnh thì nó có thể là làm dịu cơn đau của bạn và làm cho các bạn dễ chịu hơn. Tuy nhiên các bạn lưu ý là mình chỉ chườm nhẹ nhàng lên cái vùng lợi của mình thôi, mà không nên đặt vào vùng răng, vì mà đặt vào vùng răng có thể gây ê buốt thêm cho vùng răng của mình. Cái thứ ba là bạn có thể sử dụng các nước muối để bạn súc miệng nhẹ nhàng. Thì cái nước muối của mình, một là nó có thể tiêu diệt các vi khuẩn ở trên bề mặt răng và khoang miệng của mình. Cái thứ hai là có thể cuốn trôi ra các cặn thức ăn, nó làm giúp cho cái vùng răng miệng của mình sạch sẽ hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm răng miệng. Và ngoài ra thì dòng chảy cũng rất là tốt để cho cái tác dụng massage cái vùng lợi, vùng răng của mình. Và trên đây thì tôi đã vừa hướng dẫn với các bạn một số cái phương pháp để mình có thể mình hạn chế và là giảm cái khó chịu trong quá trình mình liềng răng. Và để theo dõi những video mới nhất về chỉnh nha cũng như là các vấn đề sức khỏe răng miệng của nha khoa Minh Châu, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký và nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.